Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Thiên Vũ. Thì hôm nay mình sẽ làm một video clip mà sẽ chia sẻ và so sánh giữa hai cái con sản phẩm mà đang làm cho thị trường đang rất là dậy sóng, đó là Bose S1 Pro và JBL 28B. Thì phân khúc hai em này với mức giá tiền là ngang ngửa với nhau, chỉ chênh lệch với nhau chỉ 200-300 ngàn thôi, nhưng mà nó lại có rất là nhiều sự khác biệt để cho các bạn cũng như là khách hàng có rất là nhiều sự lựa chọn khác cho mình. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip này phân tích và điểm khác và điểm chung giữa hai sản phẩm này. Thì mong là cái video clip này mà sẽ mang cái sự tinh tế và cho mọi người sẽ am hiểu hơn ở hai sản phẩm này và trước khi chúng ta quyết định mua chọn sản phẩm nào cho mình. Thì trước mặt đây chính là cái bộ trung tâm xử lý của 208B. Nhưng mà mời bạn Bảo qua là quay lại gần giúp mình ha. Đây là cho con 208B và kế bên chúng ta bên tay phải của mình đó chính là Bose S1 Pro, đang rất là lừng danh và hai sản phẩm này cũng đang rất là nổi tiếng. Sự khác biệt đầu tiên mà Thiên Vũ muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là hai sản phẩm này ở cùng mức giá ở trên thị trường là ngang ngửa nhau, có thể là nói là tương đồng với nhau. Còn về tính năng thì mình sẽ giới thiệu sau. Trước các bạn nhìn hình dung trước á, sự khác biệt lớn nhất đó chính là 208B này thì chúng ta phải xài bằng điện, còn Bose S1 Pro thì nó đã được tích hợp pin chúng ta và chúng ta có thể gọi là hàng di động. Ở đây cũng là bản thân JBL 28B nó cũng là hàng sản phẩm di động, nhưng mà nó lại không có tích hợp pin cho chúng ta phải có điện nguồn thì chúng ta mới sử dụng được. Rồi còn đối với Bose S1 Pro á thì chúng ta lại được tích hợp pin và cái kích thước chúng ta xách đi nó cũng sẽ nhỏ gọn hơn so với 208B, vì 208B khi chúng ta ốp hai cái lon đây thì nó sẽ giống như một cái vali sách vậy đó, cũng sẽ to. Nhưng mà còn so về hiệu năng thì Thiên Vũ sẽ quay ra hai cái mặt mixer cho mọi người cùng xem. Rồi, bạn quay gần ở đây thôi, phạm vi cỡ này thôi. Đối với hiệu năng của 208B và Bose S1 Pro thì cái điểm sự khác biệt đầu tiên mà các bạn thấy nhìn thấy trước mắt ở video clip này thì đó chính là cái dãy line của mixer. Thì mình sẽ so sánh đối với Bose S1 Pro thì nó chỉ có hai line dành cho hai nhạc cụ hoặc hai đầu vào đường input và kết hợp với ngõ master tổng và bluetooth và dây pali, đúng không ạ? Còn đối với 208B thì có được phần nhỉnh hơn và có nhìn có vẻ như hơn là chuyên nghiệp hơn, thì sẽ chuyên dụng hơn vì nó được hỗ trợ đến tới bốn đường line đầu vào cho nhạc cụ luôn, cả hỗ trợ được cả mid phantom luôn nha mọi người, sử dụng được mid phantom và những dòng mid chuyên nghiệp có dây. Rồi bốn line nhưng không những thế mà cái đầu vào của 208B lại nhiều hơn ở cái mức là vào đầu vào chero, thì nó sẽ có ngõ 56 và ngõ 78 là thậm chí là dây pali nữa, tức là tổng cộng của 208B ngõ đầu vào tổng cộng của nó là tới 6 ngõ, và đối với Bose S1 Pro thì nó chỉ có một ngõ thôi, các bạn chỉ có thể cắm một cây mid và một cây guitar. Còn đối với 208B thì các bạn có thể xử lý được là một cây micro, hai cây micro, một cây guitar, một cây ca dông hay một nhịp trống, thì chúng ta sẽ tự setup được, nói chung là chúng ta vẫn thể chia được. Và một điểm nổi trội hơn so với là Bose S1 Pro mà 208B mang lại đó chính là nó có được cái ngõ output, chúng ta có thể out ra được monitor, chúng ta out ra được đường sub, và chúng ta có luôn có thể nghe được tay phone. Cái đường tay phone này chúng ta có thể nghe và xuất ra một cái dòng monitor cũng được, và nó có một subwoofer output, nó có những ngõ riêng đỏ đầy đủ luôn, nói chung nó hỗ trợ rất là nhiều ngõ out. Còn quay trở lại với lại Bose S1 Pro thì nó chỉ có hai ngõ vào và bluetooth, và cũng như là chỉ có một ngõ out duy nhất, và chúng ta không có thể tùy chỉnh được cái ngõ out output này, chúng ta phải dựa vào gain tổng của cái Bose S1 Pro. Đó là sự khác biệt đó về line cũng như là về cái hiệu năng của Bose S1 Pro và 208B. Còn đối với phần Bluetooth thì hai con này hầu như là cái thiết kế cũng như là cái khoảng cách chịu tải của điều Bluetooth 4 chấm thì chất lượng khả năng xa của nó thì nó ngang ngửa với nhau. Còn nói về công suất á, thì theo mình đánh giá thì cái 208B có phần nhỉnh hơn so với Bose S1 Pro, vì 208B nó có hai chiếc loa full, một hòm tép và một hòm bass, và nằm ở hai bên left right. Thì các bạn có thể thấy ở đây, và đây là một hai bên, các bạn có thể thấy
thì chắc chắn dù là BOS 1 Pro nó thuộc dạng nằm ở trong dạng là Pararay thì nó cũng chỉ là lớn ở cái ngưỡng full range thôi, nhưng mà cái lực bass của BOS 1 Pro ra là khá là kém. Thì so sánh đợt so sánh lần này mình sẽ so sánh cực kỳ chi tiết những gì mà mình đã trải nghiệm và những gì khách mua thì mình muốn cho mọi người cùng tham khảo. Đối với hai dòng này á, thì theo Thiên Phụ nghĩ á, nếu các bạn chơi acoustic, chúng ta không sử dụng bass nhiều, không sử dụng trống nhiều, thì các bạn có thể dùng cái dòng này mà không cần sub. Nhưng nếu mà để hát karaoke để cho nó tiếng nó dày dặn hơn, cái tiếng nền nhạc nó ra chắc nịch hơn, thì một trong hai dòng này chúng ta đều cần phải có hỗ trợ một cái sub, ít nhất là phải là sub 1.5 tấc đến 2 tấc là phù hợp nhất cho hai dòng này, thì âm thanh nó rất là chắc chắn và rất là mượt mà. Đó, đó là so về cái hiệu năng và cái khả năng cũng như là công suất Thiên Phụ đang chia sẻ đến cho mọi người có thể đánh giá. Còn mời bạn tới đây thì còn nói về cái reverb. Rồi, ok. Các bạn nhìn hai cái mixer, đây là BOS 1 Pro và đây là 28B. Còn nói riêng về cái reverb thì Thiên Vũ có một đánh giá như thế này. Đối với cái reverb mà của BOS 1 Pro á thì nó có phần hơi là khó khăn hơn. Nó khó khăn ở đây là cái là nó có vẻ nó chuyên nghiệp hơn, hay là do nhà thiết kế họ thiết kế ra như vậy, vì cái phần vệt nó khá là ngắn. Nó không có được gọi là dài đuôi cái tham á mọi người, tức là thời gian mà vệt duy trì á, thì nó ở ví dụ như là cái combo này chỉ ở mức 5 thôi và rất là ngắn. Còn đối với 208B thì lại khác nha mọi người. 208B thì cái phần vệt nó khá là dài, giúp chúng ta nghe cái tiếng vệt rõ ràng và thậm chí là rất là dài đuôi. Không phải là tiếng vệt dài và tiếng vệt ngắn là cái nào hay hơn nha mọi người. Bản thân là hai tiếng vệt này thì tùy theo người sử dụng và nhiều mục đích sử dụng như thế nào. Thì theo mình á, mình hát để cho nhẹ và bay bổng hơn thì mình đánh giá 208B có tiếng hát dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn. Đó, còn đối với mà những mà lúc mà mình luyện giọng mình hát chuyên nghiệp hơn tí xíu á thì cái vệt thì này nó sẽ khó khăn hơn, nó gây khó khăn hơn cho mình, nhưng mà mình lại thích nó vì nó gọn hơn. Nhưng mà vệt thì chia sẻ cho mọi người vậy thôi, vệt chúng ta có thể cắt được ngắn đuôi hay dài đuôi, nhưng mà mình đang nói về hiệu năng, cái khả năng vệt của mỗi dòng loa. Vệt này rất là dài, nó hỏi maximum là có thể rất là dài đuôi và tiếng vang rất là vang. Còn này cho dù bạn maximum thì tiếng vang nó cũng chỉ khoảng cách ngắn ta vừa đủ nghe thôi. Đó là hai sự khác biệt rất là lớn giữa hai cái dòng lo cạnh tranh đối thủ với nhau như thế này của JBL, của tập đoàn Harman Kardon và của Spo. Đó, mình đã chia sẻ cũng khá là chi tiết cho mọi người. Thì đối với các dòng này thì đều có những các bạn nó sẽ phù hợp cho các bạn chơi acoustic, những bạn trình diễn hoặc là hát karaoke ở trong các phòng nhỏ nhỏ. Nói về công suất thì giữa hai sản phẩm này thì Thiên Vũ sẽ có phần nhỉnh hơn, thiên hơn về cái 208B vì nó thiết kế được hai củ loa bass và củ loa chép riêng biệt. Còn nó sẽ có phần nhỉnh hơn so với BOS 1 Pro. Thì cái BOS 1 Pro này bản thân nó là Array, nhưng mà theo mình nghĩ thì vấn này nó vẫn hơn so với dòng này. Điểm yếu thì nó cũng vẫn là thiếu về phần bass. Mỗi cái thì các bạn nên kết hợp cùng với sub để chúng ta khai thác được hết tính năng của cái hai cái sản phẩm đương đầu với nhau thế này. Còn nói mà làm sao để cho nó karaoke hay thì hiện tại ở bên Thiên Vũ đang có chương trình combo khuyến mãi là trợ giá micro, tặng micro 1 triệu. Nó có tích hợp echo bên trong đó, nó 5 level echo tại Thiên Vũ đang hỗ trợ và được setup cũng như là được độ lại để cho nó chất âm nó phù hợp với những cái dòng loa như thế này, để cho mọi người có thể dễ hát karaoke hơn và có thể trải nghiệm hơn. Thì các bạn có thể mua xem chi tiết cái thông tin khuyến mãi, các bạn hãy xem ở dưới ngay phần dưới mô tả của video clip này, hoặc chúng ta bấm ngay link ở cuối clip để tham khảo hai sản phẩm này. Còn về giá thì nó ngang ngửa nhau ở 16 triệu vài trăm gì đó, là hai con này đều tương đồng về khoảng giá với nhau. Các bạn xem video clip này nếu thấy hay và hãy để lại comment bình luận giữa hai con này, giữa 208B và BOS 1 Pro, các bạn chọn sản phẩm nào hơn. Hãy để lại ý kiến đánh giá cá nhân của mình để cho mọi người cùng tham khảo và theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video clip mới nhất lần sau của Thiên Vũ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.